các ông Thánh Giô-se ngày 27 Thánh Giô-se được vinh hiển trên thiên đàng. Thánh Giô-se sống khiêm nhường ở dưới thế gian này bao nhiêu thì được ngự tòa cao trọng, được vinh hiển trên thiên đàng bấy nhiêu. Người ngự trên hết các thánh nam nữ được quyền phân phát các ơn Thiên Chúa cho loài người, cũng như Đức Bà được đẹp lòng Chúa Ba Ngôi. Vì khi còn ở thế gian, người đã thay quyền Chúa Cha, đã khó nhọc nuôi nâng Chúa Con, đã theo ý Chúa Thánh Thần. Thánh Giô-se được sáng lang vinh hiển trên thiên đàng. Đức Bà yêu mến trọng kính người, chín phẩm thiên thần chầu trực và vâng mệnh lệnh người. Các thánh nam nữ thấy người được vinh hiển dường ấy thì vui mừng lắm. Cha Su-a-rê nói về Thánh Giô-se rằng: người được sáng lang vinh hiển hơn các thánh khác trên trời. Xưa khi ở thế gian, người hằng ở cùng Chúa Giê-xu và Đức Bà, cho nên người được vui mừng luôn. Nay ở trên thiên đàng với Chúa Giê-xu và Đức Bà thì người càng được vui mừng hơn nữa. Sự ấy dễ hiểu, vì nếu xưa người thấy Chúa Giê-xu bé mọn, yếu đuối khó khăn, nằm trong mang cỏ, mà còn được vui mừng dường ấy, phương chi bây giờ người thấy Chúa Giê-xu cai trị trời đất muôn vật cùng Chúa Cha thì càng vui mừng hơn nữa. Giờ Thánh Giô-se thấy Đức Bà phải chịu nhiều đau khổ, bây giờ thấy Đức Bà là bạn rất yêu dấu mình, được sang trọng vinh hiển và quyền phép hơn các thánh trên trời, thì người càng vui mừng hơn gấp bội. Lạy Thánh Giô-se là cha rất nhân từ, là quan thầy rất mạnh thêm. Chúng con sắp mình xuống ngợi khen người, vì Chúa đã thương ban cho người được cao sang vinh hiển trên thiên đàng. Người đã về quê thật, mà chúng con còn đang ở chốn khách đầy. Người đã vào cửa bình yên, mà chúng con còn đang vượt biển thế gian, chịu sóng gió bão táp. Xưa người đã cứu Chúa Giê-xu khỏi tay vua Hê-rô-đê thế nào, thì xin người cũng gìn giữ cứu chữa chúng con, kẻo chúng con phải hư đi trầm luân khôn nạn đời đời. Xin người dẫn đưa chúng con vào cửa bằng yên là nước thiên đàng, hưởng phúc thanh nhàn vui vẻ với người và với Chúa Giê-xu cùng Đức Bà đời đời. Thánh Kinh: chuyện sau này làm chứng Thánh Giô-se phù hộ cho những ai có lòng kính.
linh mục coi sóc bồn đạo tịnh tịnh mu tê nước đức đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Có một người khách lạ đã già đến xin rước cha đi làm các phép cho một bà già sắp chết gần đây. Cha vội vàng đi ngay. Khi đến nhà người ôm thì cửa đóng và mọi người trong nhà đều yên giấc. Cha gọi cửa mãi thì chủ nhà mới thức dậy. Chủ nhà là anh em bạn với cha, hỏi có việc gì mà cha đến ban đêm như vậy. Cha bảo ông đã cho người đến đón tôi đi làm các phép cho mẹ ông ôm nặng gần chết mà ông còn hỏi có việc gì. Chủ nhà bỡ ngỡ trả lời, con chẳng sai ai đi đón cha. Và lại mẹ con vẫn khỏe mạnh. Cha nghe nói thế lấy làm lạ lắm, thì bảo cho gọi cụ già vừa đến tìm cha. Nhưng chẳng có ai là cụ già trong nhà ấy cả, mọi người đều lấy làm lạ. Chủ nhà nghĩ một lúc rồi thưa cha, hay là mẹ con mới phải bệnh mà Chúa đã đưa cha đến làm các phép cho mẹ con chăng? Nói xong, ông chạy lên gác đến phòng mẹ nằm. Bà mẹ bị cảm vừa tỉnh dậy ấp úng một vài tiếng. Ông vội mời cha lên làm các phép cho mẹ. Làm các phép xong, cha hỏi bà, xưa nay có dùng kinh đấng thánh nào cách riêng? Và xin đấng thánh ấy phù hộ cho trong giờ sau hết không? Bà thưa rằng, đã từ lâu con có lòng kính mến thánh Giô-se cách riêng. Hằng ngày con quen đọc kinh xin người cầu bầu cho con được chết lành. Nói xong bà bất tỉnh và sau một giờ thì chết. Cha và mọi người trong nhà đều hiểu là chính thánh Giô-se đã lấy hình cụ già hiện ra đón linh mục đến làm các phép cho bà trong giờ